Hello, xin chào cô chú anh chị quay trở lại với kênh của Thành Lê Dúa Xây mình nha Bây giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người một chủ đề khá là nóng bỏng và gây tranh cãi cũng như là hấp dẫn ở đây Đó là cái chuyện của các tiểu bang đóng cửa và khi nào mọi người có thể nhận được tiền à đừng... Cái này không phải là mình nói Mà mọi người phải nên xem và cảm nhận được cái sự phân tích của mình nó tuyệt vời đến như thế nào Trước tiên á Chắc chắn trong thời gian tới sẽ có thêm vài tiểu bang nữa, năm, 10 tiểu bang gì nữa sẽ đóng cửa À, nếu mọi người google thì mọi người sẽ thấy Cái tiểu bang nào bây giờ mà nó đang bùng phát mạnh á Chắc chắn nếu nó chưa đóng cửa thì trong tương lai nó sẽ đóng cửa Nếu mà trong vòng dài từ 1 hai tuần tới mà nó không giảm Tại vì một khi mà bệnh viện nó quá tải là buộc lòng nó phải đóng cửa thôi Ok, tới lúc đó là coi như bệnh là khỏi cứu luôn Hết, hết chỗ để cứu à. Thành ra, còn bây giờ nó, Các tiểu bang nó chưa đóng cửa, chẳng hạn như bên Texas, bên Georgia, bên Florida, bên Arizona rồi đó ha hai bên north carolina đồ ha nó chưa đóng cửa <laughs> là tại vì nó vẫn còn cầm cự được ha, đóng cửa kinh tế chỉ là giải pháp cuối cùng à tại vì đóng cửa kinh tế thì thiệt hại rất là nhiều chứ không? thiệt hại là coi như là bao nhiêu tỷ 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 đô la tại vì sẽ có làm cho thất nghiệp tăng lên các doanh nghiệp nó phải đóng cửa nó không kinh doanh được thế má bị thất thu người dân người ta bực bội tại vì không có việc làm không có tiền coi như là bao nhiêu thứ nó sẽ dồn hết vô cho chính phủ cũng như là đầu người dân hết à, vấn đề thứ hai nữa là khi nào mọi người sẽ được tiền à cái đó là phải tùy theo là cái tiểu bang nào đóng cửa à, tại vì từng tới thì thường diện người ta sẽ quay trở lại làm việc à, rồi nhưng mà mà cái mấu chốt là vẫn chưa có cái bản khảo đề xuất nào ở đây hết hai bên phải chờ thượng viện người ta làm việc sau đó hai bên đại Dân chủ và đang công Hòa người ta phải xem xét người ta phải đạt được thỏa thuận. À, người ta phải đạt được tiếng nói chung thì khi đó nó mới bắt đầu qua một cái quá trình khác là ra một cái bản thảo chung, cái dự luật chung. Khi đó mới bắt đầu bầu. không? À, và báo chí người ta đưa tin nếu mà ngay trong trường hợp mà bầu xong á hạ viện bầu xong chuyển lên thượng viện bầu xong rồi đưa tổng thống trong ông ký để cho thành lực để cho mọi người có tiền á thì nhanh lắm nó cũng phải phật qua tháng 8 cái đó thì chưa có xét thêm một cái điều khoản mà mọi người không có nghe nói nữa đó là đầu tháng 8 bên phía đảng dân chủ người ta đi vacation à cái này là không gà chưa ai nói hết mình nói đầu tháng 8 tới đảng dân chủ người ta đi chơi thay vì cuối tháng 7 này là đảng cộng hòa người ta đi chơi gì đầu tháng 8 tới bên phía đảng dân chủ người ta đi chơi à cái đó phải tùy tì... còn cái tốc độ đó phải tùy xem là đầu tháng 8 đó đảng Nhân chủ người ta có đi chơi hay không nữa nếu như mà đi họ đi chơi á theo cái lịch bình thường họ đi chơi thì phải chờ họ đi chơi về mới bắt đầu bàn được à là bầu được à còn nếu như mà họ không đi chơi họ quỷ cái chuyến đi vacation của họ để mà họ bỏ phiếu cho nó sớm cho nó lẹ đó không để cho đưa tiền cho mọi người cho lẹ để lấy lòng mọi người dân á thì cái đó lại là một cái vấn đề khác nữa nhưng mà bây giờ vẫn chưa nghe nói cái cái mấu chốt là chưa nghe nói phải không không có thông báo cái khoản đó thành ra không ai biết được là họ có đi chơi hay không á hay là mai mốt họ quyết định họ đi chơi cũng chừng đó à thành ra là không gấp được ở đây cũng có thể là và nếu mà bên phía đảng Dân chủ mà họ quyết định đi chơi á là mọi người cứ tính là cứ cứ về là hai tuần đi tại vì cái thời gian đi chơi là cái thời gian, thường là à, bên chế phủ người ta đi chơi có hai tuần à, cái recess nó kéo dài hai tuần lễ à. mọi người thấy rất tới không và cái quan trọng nữa là gì phải xem tiểu bang nào đóng cửa nè à thí dụ như mà bên bây giờ hiện giờ đi cali nó đang đóng cửa dĩ nhiên á là nó chỉ làm nôn núng bên phía đảng dân chủ thôi chứ nó không thể nào làm nôn núng bên phía đảng cộng hòa được tại vì cali nó là tiểu bang dân chủ đó à. không? thành ra tức là nó không có lợi gì chính trị cho bên phía đảng công hòa được tại vì nếu đảng công hòa họ có lấy lòng cali đi nữa thì nó tới mùa bầu cử thì cali nó vẫn là bầu cho phía đảng dân chủ à, thành ra đối với cái đó nó không có lợi cho tổng thống trump à, tại vì mấy chục năm qua là cali nó toàn là bầu cho bên phía đảng dân chủ không à, nhưng mà ngược lại nếu mà bên texas hay florida hay georgia đó à, là những tiểu bang đảng công hòa mà nó phải đóng cửa à thì khi đó đảng công hòa sẽ là phía nôn nóng và náo núng tại vì ạ à, mấy tiểu bang mà đó là những tiểu bang mà đảng Cộng hòa cần phải thắng trong những mùa bầu cử không? À, thì mới kiểm uh, giữ quyền kiểm soát quốc hội được cũng như là thắng được chiếc ghế tổng thống à nếu để mà đảng dân chủ mà họ thắng thế ở những tiểu bang mà swing state tức là những tiểu bang mà then chốt vào các mùa bầu cử như là Florida nè hay là Ohio rồi đó, à, thì khi đó cán cân quyền lực của chính phủ Mỹ sẽ thay đổi. À, thành ra là cái mấu chốt nằm ở chỗ là tiểu bang nào đóng cửa, à, cái tiểu tiểu bang nào đóng cửa chứ, trong khoảng thời gian sắp tới nó sẽ quyết định cái khoảng cái tốc độ mọi người có nhận được tiền. À, nếu mà tiểu bang dân chủ mà, thì uh, cái thời gian mà mọi người nhận được tiền Nó từ từ một chút nếu mà Hoặc là bên phía đảng công hòa Mấy tiểu bang cộng hòa mà đóng cửa Thì thời gian mọi người nhận được tiền Nó từ từ một chút Nhưng mà nếu mà đóng cửa uh, Vừa có tiểu bang hàng chỗ Vừa có tiểu bang cộng hòa Mà những tiểu bang lớn không đó nha Thì mọi người sẽ nhận được tiền còn mau nữa À cái mấu chốt là chỗ đó Tiểu bang nào Thôi video cũng đã khá dài Xin chào tạm biệt mọi người nha Hẹn gặp mọi người những video sau nhé Thank you Bye bye now